Chị My ơi, hôm nay chị ghé đây làm tiếp liệu trình trẻ hóa da đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ, cho phép em nha. Đây, đây là cái hình của mình mà lần trước á. Đó, hình lần trước mà mình đã ghé em lần đầu tiên đây, cả nhà có thể nhìn thấy nha. Đó, hình chị My lần đầu ghé thẩm mỹ viện BB Thanh Mai. Và bây giờ cả nhà thấy không, rất là khác luôn, rất là tươi tắn luôn, rất là xinh xắn luôn, trẻ đó rất là nhiều tuổi luôn. Chị My cảm nhận như thế nào sau khi mà chị ghé bên em điều trị ạ? Nói chung là mình ngạc nhiên, mình không nghĩ là nó lại thay đổi nhiều đến như vậy. Mình cứ nghĩ là cải thiện là cũng ít thôi, nhưng mà bây giờ nó vượt hơn cái sự mong đợi của mình. Hạnh phúc rất là vui và rất tự tin. Dạ, chị ơi, lý do gì mà khiến chị chọn BB Thanh Mai là nơi chị gửi gắm sắc đẹp dạ? Tại vì diễn viên nghệ sĩ Thanh Mai á, là nói chung là cũng hay diễn nhiều chương trình. Với lại mình cũng gặp chị Thanh Mai ngoài đời rồi. Mình thấy chị trẻ hoài à. Chị năm nay đã 50 tuổi rồi, nhưng mà mình thấy chị mới 30-35 à. Còn có thể là trẻ hơn mình nữa. Cho nên đó là mình tin tưởng, là mình nghĩ là chị đẹp thì tất nhiên sẽ, chị sẽ tạo cho khuôn mặt mọi người để đẹp được như chị. Cho nên đó là mình cũng tin tưởng, vì BB Thanh Mai cũng là lâu năm rồi, có tiếng nữa, cho nên mình tin tưởng đến BB Thanh Mai. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều vì đã tin tưởng rồi trao cho BB Thanh Mai có cơ hội để chăm sóc chị. Hôm nay đã rất đẹp rồi, bây giờ mà làm nữa chắc còn đẹp hơn nữa. Bác ơi, bác có thể chia sẻ cho cả nhà mình biết là chị My đã từng sử dụng những công nghệ gì để làm đẹp da ạ? Thì giống như cái buổi hôm trước mình đã chia sẻ với mọi người có một lần rồi, thì đó là sau khi mình điều trị bằng cái laser để điều trị cái nám của chị My. Thì sau đó là mình đã có kết hợp thêm cái việc đó là sử dụng thêm cái công nghệ huyết tương giàu tiểu cầu để mình hỗ trợ cho điều trị cái phần nám và mình làm khỏe da của chị. Bởi vì da của chị My cái hôm trước mình tới đó là cái da của chị rất là yếu, nó mỏng, nó khô, và cái phần mà vùng nám thì nó vẫn còn cái sắc tố, nên là mình đã tập trung thêm là mình kết hợp thêm cái việc là sử dụng công nghệ huyết tương giàu tiểu cầu, tập trung nhiều vào cái vùng da nám của chị, đồng thời là mình có đi toàn mặt để mình làm cho da đều màu da, mờ đi cái nám da. Thì hôm nay mình thấy là cái da nó trong hơn, đều màu hơn, và nó rất là sáng, rất là đẹp, mịn màng. Cảm ơn bác rất là nhiều luôn, hạnh phúc quá đúng không chị? Các bạn ở đây chăm sóc chị có tốt không ạ? Nhân viên rất là nhiệt tình và chu đáo. Dạ, bác sĩ thì rất mát tay nữa đúng không ạ? Chị có ghé BB Thanh Mai hoài là chị cứ trẻ hoài, trẻ mãi như chị Mai vậy đó. Thì chắc là không có làm mất thời gian của chị nữa. Em mời chị mình nằm xuống nè, để bác tiếp tục cái liệu trình cho mình nha. Dạ, em mời chị nằm xuống ạ. Dạ đây. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình thấy có tuyệt vời không ạ? Chỉ cần ghé BB Thanh Mai thường xuyên, càng ghé càng trẻ, càng ghé càng đẹp nha. Chần chờ gì nữa mà cả nhà không cầm điện thoại lên, gọi ngay cho tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai 18006617 để được tư vấn nhiệt tình về tất cả các công nghệ trẻ hóa da. Bên cạnh đó là cả nhà còn được đặt lịch hẹn tư vấn thăm khám da miễn phí với bác sĩ của BB Thanh Mai luôn. Nên là nếu như cả nhà mình muốn sở hữu một gương mặt luôn xinh tươi, trẻ trung, dễ thương nữa, thì cả nhà mình nhớ là gọi cho BB Thanh Mai liền nha. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những buổi livestream tiếp theo ạ.